Ở trên nóc kia. Nào menu của chúng ta quán này. Và có rất nhiều món nha. Tôi liền gửi cho cô cho các bạn xem. Cà phê này, cà phê nâu này, cà phê đen này, bạc sữa. Các loại cà phê rồi. Đây là trà sữa trân châu này. Trà sữa trân châu. Vị dược tây, vị nhỏ đen, vị luôn. Vị quất chanh rồi. Cái này nghe lạ này. Rồi tiếp đi. Đây là cô nhiều thế nhỉ? Sữa chua mình đặt. Ôi, sữa chua dòng thạch, sữa chua nếp cẩm. Xin quán. Wow, Thanh Huyền chào các bạn đi. Hôm nay bà con đi đâu đấy nhỉ? Đi ăn. Hôm nay bà con đưa một cái quán trà sữa trân châu này, có rất nhiều món các bé ơi. Xì dầu đá này, xì tố này. Xì dầu đá mà hôm nay mùa đông con mặc áo ấm mà con lại ăn xì dầu đá thì làm sao mà chịu được. Đây là mùa hè ba cho nhá. Quán này có xoài lắc này, có bánh đa trộn này, ship tận nhà luôn. Số điện thoại đây. Đấy, đây là quán ở thị trấn Yên Cát, nơi bé Huyền sinh sống đấy. Bây giờ hai con ta vào nhá. Rồi ta đi vào này. Ta đi vào quán này là xem. Hỏi gì ạ? Hỏi gì ạ? Đây, chào các cô nha. Chào cô đi con. Rồi chào bác Phương đây, chào bác. Chào bác đi. Nay bà con vào đi trải nghiệm thử món ăn, thử quán trà sữa xem là có nhiều món. Có người hỏi gì à? Người hỏi đấy. Quán này bác có nhiều đồ. Thế này hôm nay là thích cái món gì nhất nhỉ? Hôm nay quay nhà rồi. Dạ. Anh Huyền này thích món gì nhất nhỉ? Thích sữa chua mà giữa mùa đông hoặc là sữa chua dòng đá là không thể ăn được đúng không? À cái chi nãy này. Dầm thạch nhưng mà không, dầm thạch thì ăn được. Không thích màu đá cũng được. Nhưng mà cái mà con thích nhất là cái gì mà con mà không cho? Siro. Đá bào. Siro đá bào. Rồi nhiều đá. Nhiều đá. Mà cháu thì là cứ tháng là viêm họng lần. Thôi để mùa hè ăn nhỉ. Thôi để mùa hè ăn nhá. Đây quán nhà bác đây có nội thất rất chi là đẹp nha. Đây có phong cách ngồi của Nhật Bản này. Bây giờ ta ngồi trong đây để trải nghiệm thế con nha. À ngồi đó. Để lấy cái châm đó. Để lấy cái châm đi đã nha. À đây. Quán đầu tư này là hơi bị hoành tráng đấy nha. Đấy. Đây. Đây là bác lát nệm. Rồi ta sẽ ngồi ở cái bàn này cho nó sang, bàn số 2. Bàn giữa luôn. Rồi lấy cái đệm này ra ngồi xếp bằng giống bên Nhật Bản đấy. Hoành tráng không? Đấy, quay quay cho bé Huyền lấy kỷ niệm là để viên chè đúng không? Đấy. Trước này trên Facebook nhà bác thấy quảng cáo rồi. Mà cũng bận lắm. Có phải một lần vào Bình Thuận không nhỉ? Em chả nhớ nhưng mà cũng thấy bác mở quán rồi vô nào mình tự nhiên mình vào mình ăn mình thì cũng thích. Cho con nó đi cho nó vui thôi. Cái này thì nó hay bận nên là cũng ít. Như vậy là sau khi chọn thực đơn là con xin cô cái menu đi. Ta mượn cô cái menu vào ta xem các cái list của cô nào. Đúng rồi đấy. Để ta xem là cái thực đơn nó phong phú hay không. À thôi để đó ba ra mà để đó ba ra mà. Để nó luôn. Nào để nó xem menu. Đó ở trên nóc kia. Nào menu của chúng ta quán này. Và có rất nhiều món nha. Để gửi cho cô cho các bạn xem. Cà phê này, cà phê nâu này, cà phê đen này, bạc. Các loại cà phê. Rồi, ok. Ship hàng tận nhà, số điện thoại. Ok rồi. Đây là trà sữa trân châu này, trà sữa trân châu, vị dược tây, nhỏ đen, vị các loại vị kiwi, khoai môn vân vân. Đây là món gì? Siro đá bào. Món này Thanh Huyền thích nhất là siro đá bào cái nào nhỉ? Vị dâu tây. Dâu tây vì nó có màu đỏ nên là các em bé rất là thích rồi. Cái này. Việt quất này cũng ngon này. Cái này. Và đấy màu rất là bắt mắt đúng không? Nhưng mà vì hôm nay trời mùa đông đang lạnh khoảng tầm 15 độ thì không thể ăn đá bào được, vì viêm họng. Nước ép trái cây. nó ghép trái cây. Dứa, ổi, bưởi, cam, chanh rất chi là phong phú nha. Đây còn là sinh tố này, sinh tố thì có rất nhiều, mãng cầu, đấy, sinh tố phúc, bồn tử à, rất nhiều tên lạ luôn. Việt quất thì biết rồi, cái này nghe lạ này. Rồi tiếp đi. Đây là cô nhiều thế nhỉ? Sữa chua mình đặt. Ôi, sữa chua dầm thạch, sữa chua nếp cẩm. Cái này dầm thạch. Đá lắc, lạc xoàng. Đây, sữa chua này nhìn rất chi là bắt mắt luôn, rất đẹp. Còn đây là xúc xích, mực viên, cá viên, chả tôm. Cái này là đi đồ ăn vặt các bạn ạ. Đùi gà KFC. Đùi gà KFC này bé Huyền mà ăn nữa thì không thể giảm cân được đúng không? Để những bạn gầy. Như là cái cô bán hàng đây thì cô ăn cô sẽ được này. Rồi, tiếp theo phát food thức ăn nhanh. Bánh tráng trộn, cái này này các cái bạn mà khoảng như là học sinh cấp 2, cấp 3 là thích lắm này. Món khoái khẩu của các bạn ấy. Được chưa? Sau này cấp 3 này lúc nào có điều kiện thì vào đây ăn nhá. Và sau khi xong thực đơn này con thích món nào để gọi cho cô nào. Ta sẽ chọn món cuối cùng đó là sữa chua. Con sẽ chọn sữa chua gì? Sữa chua dầm thành nha, còn ba chọn sữa chua nếp cẩm nha. Ok chưa? Rồi em phải làm cho hai ba con 2 cốc sữa chua dầm thành và nếp cẩm nha em nhá. Rồi. Rồi ta đi vào thôi. Rồi cảm ơn em nha. Đây là hai món của ba con gọi ra. Của Thanh Huyền là món gì nha? Sữa chua dầm gì nha? Dầm thành. Còn có ba là sữa chua nếp cẩm. Bây giờ ăn và cảm nhận xem nha. Của ba thì của ba có đá nhưng mà của con thì không được ăn đá nha. Không được ăn đá là xương họng đấy. Cái không gian ngồi rất là ấm cúng các bạn. Ngồi theo phong cách của Nhật Bản. Rất chi là hay. Mà bàn ghế thì cũng rất chi là sang trọng. Bây giờ các bạn dùng thử với con xem cảm nhận như nào nhá. Bây giờ ăn thử cảm nhận. Cái này là đúng là nếp cẩm này. Cái nếp mà giống như ban ngâm rượu á. Còn ăn thấy thế nào nào? Thử miếng nào. Nói phát biểu cảm nhận nào. Ngon hả chà? Ăn thử xem ngon không nào. Ngon không? Cảm nhận cho nó chua hay nó ngọt hay nó béo hay nó như nào? Ngon. Ngon. Ngon à? Ngon. Bên cạnh bé Huyền đây là cô chủ quán đấy các bạn ạ. Của quán này đấy. Nếu các bạn đang khu vực Yên Cát của Nhi Xuân thì các bạn có thể ghé thăm quán nhà cô nhá. Quán nhà cô ngay ở khu phố mấy nhá? Khu phố 2. À khu phố 2 thì đã Yên Cát. Nhi Xuân Thanh Hóa. Chúng ta vào chúng ta trải nghiệm các cái món đồ ăn nhanh này, rồi món giải khát. Đặc biệt là đây ngồi rất chi là hay. Mình thích cái không gian ngồi kiểu này. Thấy Huyền có thích ngồi kiểu này không? Nay được ngồi của Nhật Bản á, còn ngồi ghế chúng mày, đúng không? Con này con ngồi ghế. Nói xem cái vị thế nào nào, sẽ chua thì như thế nào? Chua các bạn biết hết rồi. Các biết hết à? Béo có thơm không? Còn trong đó là cô dầm thạch là những cái vị chi con nói. Chỉ thấy ngọt thôi. Chỉ thấy ngọt à, ngon à, có thơm không? Có. Bây giờ thích đúng rồi, còn ăn đi. Có đá thì ngon hơn. Nhưng các bạn mời bé Huyền nha, bé Huyền không gắn đá bởi vì bạn sẽ bị hỏng. Bạn phải đi bệnh viện thăm bác Huyền suốt đi mà. Nhìn khỏe này mà lại hay bị khỏe này mà lại hay bị viêm họng không? Chà, rất là ngon các bạn ạ. Già rồi nhưng mà nay lại phải ăn kiểu này. Đấy. Cái đây là lần đầu tiên được ăn cái sữa chua mà lại có nếp cẩm, dầm với nếp cẩm. Nếp cẩm mà chúng ta ngâm rượu á. Nhà máu rồi quay rồi. Đăng lên máu rồi, đăng lên khách hàng đấy. Em chào chị. Em đã cảm nhận món ăn tí. Rồi. Cái nếp cẩm này rất là dẻo nhá. Mà có cái vị của cái sữa nó thì nó thơm. Có nhà bác nấu nó mà ngon đấy nhỉ. Ngon lắm. Lần đầu tiên ăn thấy ngon đúng không? Đúng người khen ngon đấy. Ăn bùi lắm. Nhiều người nghiện đấy. Ăn rất là bùi các bạn, bùi. Lại có cái rửa khô nữa nè. Người ăn là nghiện đấy. Công nhận là nay em được ăn cái món đầu tiên món này. Thử miếng thôi. Không thử miếng nào. Thử tí cũng được, không về gì đâu. Ăn một tím. Không biết à? Con nhìn nó nào ba? Nhìn cái bầu không thích. Con nói đến nữa đồng đang dỗ mà nghỉ bát không đang dỗ. Bát nó sâu. No à, cô ăn hết nhá. Ăn cho hết á. Rồi, hôm khi ăn chè nhà quán xong bây giờ ta chào bác ra về nha. Đấy, đó chỉ là ngon đúng không? Chào bác đi. Dạ. Chào bác đi. Chào chị đi. Dạ, em chào chị nha. Rồi, chào bác nha. Cháu về đây.